Tường Vân, Vương Kỳ Sơn và Nguyễn Thế Quân xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự Lễ Thượng Kỳ do Đại Gia Đình Mũ Đỏ thực hiện lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2024 tại khuôn viên Trung tâm Thương mại tọa lạc tại 6100 Live Oak Parkway, Atlanta, Georgia. Được biết, đây là Đại hội kỳ 42 Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa. Chủ đề về bên nhau. Đã có rất nhiều các chi hội gia đình mũ đỏ từ các tiểu bang về tham dự như Houston, Dallas, Colorado, Florida và Louisiana, v.v. cùng với một số chiến sĩ mũ đỏ Hoa Kỳ đã tham chiến giúp Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình diễn ra liên tiếp trong 3 ngày, từ tối thứ Năm ngày 26 đến tối thứ Bảy ngày 28 tây tháng 9. Lễ Thượng Kỳ đã diễn ra long trọng sáng thứ Bảy ngày 28 theo lễ nghi quân cách gồm có Thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ. Chào tay! Chào! Quán quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Republic National Anthem. Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn đồng bào đã tử nạn trên biển cả trong rừng sâu vì lý tưởng tự do. Trong giờ phút này, chúng ta cũng để tưởng nhớ đến chiến sĩ của sư đoàn nhảy dù đã hy sinh để bảo quốc an dân. Để tưởng nhớ đến quân đội đồng minh và hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Súng mặc niệm bắt.
bằng niềm chấm dứt. Em xuống, xuống. Hàng quân chú ý. Chào tay, chào. Sau đây là văn tế chiến sĩ nhảy dù trần vong. Hôm nay đại hội gia đình mũ đỏ lần thứ 42. Cùng nhau hướng về tổ quốc, đốt nén hương lòng, nhớ lính xưa thiên thần mũ đỏ đã một đời chinh chiến điêu linh. Đường số 1 Nam chinh Bắc chiến, xẻ Trường Sơn quyết tiến không lùi. Biên thùy miên Việt máu rơi, thiện ngôn Drake, sương sờ sương phơi trắng đồng. Đoàn quân mũ đỏ lẫm liệt hiên ngang ngất trời chính khí, hàng trăm trận địa hàng vạn sắc, vì dân chiến trường xa tử, lòng đã quyết đau thương cũng mặc. Tam giác sắt đồng bằng Tây Tiến, đêm Hà Lào tác chiến viễn phương, ba lô súng đạn xa trường, tiếng quân reo dây biên cương ngút ngàn. Mậu Thân giặc Cộng tan tành, Bình Long anh dũng cổ thành Dương Oai, ơn tổ quốc đời trai sương gió, gánh gia đình còn đó phu thê, sáng lên ái tử chiều về Tây Nguyên. Chàng đi theo nước, kẻ trước người sau, giang san đẫm hứt máu đào, đồi Thương Đức chiến hào sạc ly. Vào Đại Lộc quân đi giết giặc, chốt Ninh Hòa giữ giặc miền Trung, cửa vào Xuân Lộc khóa lưng, thủ đô quyết tử cuối cùng xuôi tay. Than ôi, chi lớn chưa thành đại bàng gãy cánh, một lần bức tử tổ quốc duy vong. Giặc Cộng ngược đỏ non sông, nghiến răng thống hận thù trong giặc ngoài. Giặc Cộng ngược đỏ non sông, nhớ đồng đội lòng ai như cắt, dân đọa đầy nước mắt đau thương. Cánh dù lộng gió muôn phương, vào lòng đất mẹ máu xương ngập ngùi. Dẫu có thác vẫn ngàn năm sanh sử, anh hùng tử khí hùng nào tử, giữa xa trường chiến sử còn ghi, một đời trung liệt màu mũ đỏ, muôn thuở anh linh sắc cờ vàng. Trên đầu tóc bạc lòng không bạc, sắt son vẫn mãi với giang san. Hôm nay đây nén hương hoa trái, chứng giám lòng thành, anh hồn mũ đỏ hiển linh, về đây thượng hưởng, thượng hưởng. Sau đây chúng tôi xin kính mời trưởng ban tổ chức mũ đỏ Nguyễn Hữu Hạnh. Tôi mũ đỏ Nguyễn Hữu Hạnh trước tiên xin cảm ơn tất cả các niên trưởng, các mũ đỏ đã không quản ngại đường xa, nhất là trời giông bão, đến đây dự đại hội 42 này. Và không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả các niên trưởng, các mũ đỏ, và cầu chúc quý vị được hưởng dễ hữu sức khỏe, cũng như chúc đại hội thành công 42 được mọi chuyện tốt đẹp. Xin kính mời quý vị theo dõi phần phát biểu cảm tưởng của một số mũ đỏ và tham dự viên. Dạ xin chào anh ở đâu tới ạ? Dạ tôi là ở chi hội Houston của Texas. Dạ, Houston đi được bao nhiêu người? Tất cả chúng tôi là 20 người. Ồ, 20 người lái xe? Dạ, lái xe và... Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều và cô chúc anh và phái đoàn được đi về bình an và đại hội thành công nhá.
Dạ, tôi cũng cảm ơn lại cho anh và tất cả những người mà nghe cái chuyện của tôi nói. Tôi cảm ơn tất cả và chúc tất cả được có nhiều sức khỏe bình an. Vâng, xin chào anh. Anh ở Atlanta hay ở đâu tới ? Tôi ở Florida. Ở Florida. Florida đi được bao nhiêu người? Tôi đi khoảng 16 người. Ồ, 16 người. Thế hồi ở Việt Nam, trên khắp các chiến trường ở Việt Nam thì anh đã tham dự những trận đánh hay là những cái vùng nào thưa anh? Đa số là mùa hè đổ lửa 72. Tôi đánh ở vùng 2 chiến thuật á. Mình đi 2 giải chiến Công Tum á. Với Pleiku. Và sau đó về giải tỏa An Lộc. Có tham dự cổ thành Quảng Trị không? Dạ, cổ thành Trị là 72, năm 72 Vâng, anh có thể nói sơ qua một vài cái kỷ niệm khi mà chiến đấu ở cái cổ thành Quảng Trị để mà giành lại đó thưa anh. Dạ, tại vì tôi là thuộc về Bộ Tư lệnh Tiền Phương. Tôi đi theo Bộ Tư lệnh Tiền Phương thành tử ra trực tiếp chiến đấu thì tôi không có, nhưng mà tôi ở về tham mưu cho chiến trường. Xin cảm ơn anh rất là nhiều và xin cầu chúc cho phái đoàn đi về được bình an và đại hội được thành công nhá. Cảm ơn đại, cảm ơn đại thật sự. Có nghe cha anh nói về những cái trận đánh hay là những cái oai hùng của nhảy dù không? Dạ, thưa em thì cũng như là chắc là ăn cơm gạo của nhảy dù từ nhỏ. Tại vì bố nhảy dù đấy, thành ra ở trong mà em lúc đó thì có cái cơ may là em ở trong sư đoàn nhảy dù luôn. Thành em trưởng thành cho đó. Rồi khi em phải nói là lúc đó cũng có nhiều chàng cha nhảy dù đó cũng oai hùng mà cũng thích mình cũng thích, nhưng mà khi mà em lập gia đình thì lập với anh Tâm Phó Bình. Phó Bình của Nhảy Dù. Nhưng mà chị là con của Nhảy Dù. Con gái của anh Nhảy Dù. Chúng tôi xin chào anh Hạnh, trưởng ban tổ chức Đại hội Mũ Đỏ năm nay ở tại Atlanta. Vâng, xin anh vui lòng cho biết là đã có bao nhiêu phái đoàn ở các nơi về tham dự cái đại hội này ? Theo tôi được biết thì ngoại trừ team 162 của dân Mỹ ra, rồi họ tất cả khoảng 18 chi hội trở về đây để tham dự đại hội 42 này. Mặc dầu thời tiết là như anh biết là cách đây 2 ngày là bão tố là dữ lắm, nhưng mà anh em cũng cố gắng chạy về đây để tham dự đại hội này, tại vì tuổi càng lớn tuổi thì mong rằng gặp gỡ anh em được ngày nào hay ngày đó. Thế thì cái hướng đi của đại hội năm nay đặt nặng về vấn đề gì ạ? Chủ đề của tụi tôi là về bên nhau, tức là coi như là nói kết giữa anh em lại với nhau để mà gần gũi với nhau hơn trong cái thời gian mà tuổi lớn tuổi này nè. Thì nghĩa là tôi mặc dầu nhỏ tuổi nhưng mà năm nay cũng 70 rồi, còn mấy vị niên trưởng này kia thì chắc lại lên hàng 8 rồi, cho nên gặp gỡ được ngày nào hay ngày đó. Cảm ơn ông và quý khán thính giả của đài SBTN. Tôi hân hạnh là được nói một vài lời để mà nói về đất nước của chúng ta. Làm sao mà chúng ta đừng có quên cái nguồn gốc của mình. Thì bây giờ là làm sao phải sống lại cái tinh thần đó của đất nước của mình. Tôi ở đây, cái xác này ở đây, nhưng mà cái hồn tôi vẫn ở Việt Nam. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó tôi cũng sẽ được về. Còn sống để trở về quê cũ. Đại hội về bên nhau của Đại gia đình Mũ Đỏ diễn ra rất long trọng và cảm động. Đây là các chiến sĩ oai danh, lừng lẫy quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày nào, đã làm cho giặc cộng phải khiếp sợ và nể phục. 50 năm đã trôi qua, hình bóng oai dũng một thời vẫn in sâu trong tâm khảm người Việt quốc gia. Tường Vân, Vương Kỳ Sơn và Nguyễn Thế Quân, tường trình từ Atlanta, Georgia.